Sáng ngày 7 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 12 năm 2021 cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các nội dung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Lạc có đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan. Năm 2021, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.615 tỷ đồng. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống của nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm. Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, thời gian gần đây dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt từ giữa tháng 10 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.110 ca nhiễm bệnh, trong đó nhiều ca cộng đồng. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh nếu không được áp dụng biện pháp phù hợp kịp thời. Cho ý kiến và dự thảo chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Hội nghị thống nhất nhận định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung cao độ vào giải ngân vốn đầu tư công nhằm mục tiêu đến hết tháng 1 năm 2022, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao năm 2021. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Trong đó phải giao tiến độ, thời gian cụ thể đối với các dự án để đạt kết quả cao nhất. Các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch COVID-19 của người dân. Tăng cường rà soát, nắm số lượng người chưa tiêm phòng để triển khai tiêm nhằm đạt tiến độ bao phủ. Bởi tiêm phòng vẫn là biện pháp phòng dịch hiệu quả nhất cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác.